chúng ta đang ở trong thách thức 21 ngày. Và video hôm nay chúng ta sẽ nói về các cái danh mục thực phẩm mà bạn sẽ phải sắm cho cái thách thức này. Bạn có thể thấy rằng là ở đây có rất nhiều những loại rau củ quả với những cái màu sắc khác nhau. Và bạn cần phải cất nó ở trong tủ lạnh, để bạn cất nó ở trong phòng làm việc, bạn cất nó ở trong ngay cả trong cái kệ xinh xắn ở trên cái phòng ăn của mình. Để làm gì? Để cho mắt của chúng ta lúc nào cũng nhìn thấy các loại thực phẩm này, thì chúng ta dễ dàng đi vào cái thách thức 21 ngày, cũng như là dễ dàng thiết lập một cái thói quen dinh dưỡng mới là một ngày một bữa có các bữa ăn đến từ rau củ quả và đến từ những loại hạt thiên nhiên. Rồi, bạn sẽ thấy rằng là cái nguyên tắc lựa chọn thực phẩm là như thế nào. Nói như thế này, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn này. Một, bạn chọn những loại thực phẩm có nhiều nước này. Hai, bạn chọn những cái loại thực phẩm mà có tính kiềm. Bạn chỉ cần search là alkaline food, thực phẩm có tính kiềm. Sau đó bạn search là water rich food, tức là thực phẩm chứa nhiều nước. Bạn sẽ có một danh mục những cái loại thực phẩm. Bạn cũng có thể tìm thấy danh mục thực phẩm này ở trong cái video thực phẩm tàng hình, những cái loại thực phẩm mà càng ăn càng giảm cân mà Anna đã từng làm trước đây nhé. Vậy thì chúng ta sẽ có những bữa ăn đến từ nước ép, có những bữa ăn đến từ sinh tố, có những bữa ăn chúng ta sẽ làm salad, có những bữa ăn mà chúng ta sẽ làm mì để chúng ta ăn cho thay đổi và cho cái màu sắc nó trở nên, tức là bữa ăn của chúng ta có màu sắc nhiều hơn. Thế thì bạn hãy bổ sung thật nhiều những cái loại rau củ quả thực phẩm, như bạn có thể nhìn thấy Anna có táo này, Anna có ớt chuông, Anna có lựu, chuối, dưa leo, cải báo xôi. Bạn có thể thay thế luân phiên cải báo xôi và cải xoăn nhé. Có cần tây, và mình có mạ lúa mì. Nếu giả sử như là bạn hơi bị ít thời gian quá và bạn không có khả năng trồng mạ lúa mì, một, bạn có thể đổi bằng những cái loại bột mạ lúa mì. Anna thấy có một vài loại của Nhật này, của Mỹ này, thì cũng khá là uy tín ở trên thị trường, bạn có thể tìm mua. Hoặc nếu không thì trồng nó vô cùng đơn giản. Trồng mạ lúa mì là thứ đơn giản cực kỳ. Và Anna đã có một video clip hướng dẫn bạn trồng mạ lúa mì hoàn toàn từ cái bước ngâm hạt như thế nào, gieo như thế nào, khi nào thì thu hoạch được, đều có hướng dẫn hết cả rồi. Và đều có hình ảnh cho từng cái độ lớn của mạ, khi nào mà bạn thu hoạch được đều đã có. Nếu như mạ của chúng ta mà nó cỡ như mạ của Anna như thế này là chính là lúc mà bạn thu hoạch. Và bạn biết rồi, mạ lúa mì là một siêu thực phẩm và chúng ta có thể hoàn toàn có thể trồng nó ở trên sân thượng của chúng ta, đúng không ạ? Và với loại siêu thực phẩm này thì 30ml mỗi ngày thì nó bằng với 1,5kg các loại rau xanh. Chẳng có cái lý do gì khiến chúng ta từ chối một loại siêu thực phẩm như thế này, đúng không? Ngoài ra, để cho những bữa salad thì bạn sẽ cần các loại rau xà lách khác nhau. Những cái rau thường xuyên xuất hiện ở trong salad như là những loại rau cải mầm. Bây giờ nhé, trong siêu thị Anna còn thấy là có cả rau muống mầm rồi. Và có rất là nhiều những cái loại rau mầm khác nhau ở trong siêu thị đều đã có bán. Một lát Anna sẽ chỉ cho bạn siêu thị nào. Rồi chúng ta sẽ phải có cà chua, bạn có càng nhiều cà chua càng tốt. Bởi vì khi mà chúng ta làm những món như mì Ý chẳng hạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần dùng cà chua rất là nhiều. Nói đến đây thì Anna phải ngưng lại một chút để Anna nhấn mạnh là mì Ý của chúng ta cũng làm hoàn toàn từ các loại rau củ quả và hoàn toàn từ những loại hạt thực phẩm thiên nhiên. Chứ mình cũng không làm mì từ cái bột mà làm mì spaghetti nhá. Tại vì cái bột mà làm mì spaghetti đấy với cả bột mì đều là cái bộ bài trùng làm cho cơ thể của chúng ta không khỏe. Thèm quá thì mình có thể ăn vào bữa khác. Còn đây là một bữa đến từ những loại thực phẩm tươi và làm thế nào đó để hạn chế chế biến nhất có thể. Bạn hãy bổ sung thêm rong biển nhé. Rong biển cũng là một trong những loại thực phẩm bổ sung được cái fucoden rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ có bộ những cái thực phẩm mà quả mọng. Ở đây Anna có nè, mình ở đây mình có việt quất. Rồi mình có cherry, mình có dâu tằm, mình có dâu tây. Bạn hãy bổ sung thêm cải nho, một số những cái loại được gọi là tropical fruit như là đu đủ, như là dưa hấu, như là xoài. Bạn cũng hoàn toàn cũng có thể bổ sung vào thanh long, ổi, tất cả những loại đấy là những loại mà bạn có thể bổ sung và hãy mua nó về để ở trong nhà. Và có một những cái tip mà Anna thực hiện, Anna thấy rằng là
khi mà mua về cất hết trong tủ lạnh á, hàng ngày chúng ta mở cái tủ lạnh của chúng ta ra không ăn thì nó sẽ hỏng, rất là tiếc, cho nên chúng ta phải ăn. Và nếu bạn cần biết cái cách chế biến như thế nào thì hãy mở kênh Yobo lên, click vào những video mà bạn yêu thích, bạn sẽ có ngay cái món ăn vô cùng đa dạng cho cái thách thức 21 ngày của chúng ta. Mình sẽ cần phải lưu ý thêm một cái bộ, đó là các loại hạt. Các loại hạt thì chúng ta có hạnh nhân này, óc chó này, mắc ca này, đậu phộng này, mè đen này, mè trắng này. Chúng ta cũng có thể có thêm một số loại hạt như là hạt bí đỏ này, nếu bạn có thể tìm mua được. Còn loại hạt gì nữa nhỉ? Hạt chia này. Đấy, tất cả những loại hạt đó bạn nên bổ sung trong cái 21 ngày mà thực hiện thách thức theo phương pháp dinh dưỡng của Yobo này nhá. Rồi, những cái vị tạo ngọt tự nhiên của chúng ta sẽ là gì? Việt Nam chúng ta ấy, mình có chuối sấy khô. Cái loại ở nước ngoài, loại này ở nước ngoài thì nó hiếm. Cho nên ở nước ngoài người ta phải dùng đến là những cái loại cao cấp, ví dụ như là trái sung. Đương nhiên, trái sung cũng là một loại thực phẩm mà chúng ta nên bổ sung, đặc biệt là cho nữ giới, nó là thần dược trẻ hóa của phụ nữ. Nếu mà chúng ta không có điều kiện để sử dụng mỗi ngày cái trái sung Mỹ đó, thì bạn hãy dùng chuối sấy khô. Ngoài ra ở Đà Lạt còn có một cái loại đặc sản, tức là cái hồng sấy khô, cũng là một trong những loại mà bạn có thể sử dụng được. Và cái thứ mà tạo ngọt chính trong những cái món như là món bánh này, hoặc là một số món như là smoothie, chúng ta sẽ dùng đó là trái trà là sấy khô. Đó, thì khi mà bạn đã có đầy đủ, bạn sẽ có vị ngọt hoàn toàn tự nhiên và chúng ta không cần phải sử dụng đường tinh chế. Rồi, trong smoothie để tạo vị ngọt thì bạn cũng có thể sử dụng chuối. Và Anna thì thích tất cả những cái loại chuối khác nhau. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ là nếu như bạn sử dụng smoothie thì lúc đấy bạn có thể sử dụng được những loại rau củ quả có độ ngọt một chút, tức là nó nằm ở cái bảng cao của chỉ số đường huyết chẳng hạn. Bởi vì smoothie là mình ăn gồm cả cái chất xơ và nó tiêu hóa chậm hơn. Nhưng khi bạn sử dụng nước ép thì bạn phải sử dụng hoàn toàn là những loại thực phẩm tàng hình nhá. Bạn hãy tìm hiểu xem video clip thực phẩm tàng hình, những cái loại thực phẩm mà càng ăn càng giảm cân mà Anna đã thực hiện trước đây. Rồi, bạn cũng nhớ thêm một điều rằng là khi mà mình thực hiện những cái bữa ăn như thế này á, thì cái sự sảng khoái của mình là một điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi mà tinh thần của chúng ta thoải mái này, khi chúng ta vui vẻ này, thì tế bào của chúng ta biết là chúng ta đang yêu thích những loại thực phẩm đó. Và nó sẽ có cái gắn kết giữa tâm trí và cơ thể của chúng ta để cùng thực hiện chung một cái mục tiêu là làm chúng ta trẻ hơn, làm chúng ta thon gọn hơn, giàu năng lượng hơn. Anna cam kết rằng là bạn sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi sau 21 ngày này. Bạn sẽ thấy là da và tóc của bạn tốt hơn này. Đặc biệt á, có một số bạn mà mặc dù rất là xinh rồi, do là cái chế độ dinh dưỡng thiếu những cái loại thực phẩm như thế này, cho nên rằng là cái lớp cơ và lớp cơ mặt của mình và cái lớp da của mình có vẻ như là nó thiếu sự đàn hồi, hoặc nó không còn được bầu bĩnh chẳng hạn. Thì mình không nói với các bạn V-Line nha, các bạn V-Line các bạn vẫn còn cần có một cái độ bầu. Bây giờ Anna thấy rằng là má baby rất là nổi tiếng. Thì bạn hãy bổ sung những cái loại thực phẩm như thế này, bạn sẽ thấy là sau 21 ngày bạn bắt đầu cảm nhận được cái sự thay đổi. Nhu cầu sinh lý cũng là một phần vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những người mà đã lập gia đình rồi. Đối với những cái cặp đôi mà trên 40, trên 50, nếu mà mình muốn cải thiện cái nhu cầu sinh lý thì cái thách thức 21 ngày này là cái thách thức mà mình cần phải thực hiện đối với cả hai vợ chồng hoặc đối với cái cặp đôi. Bạn hãy thực hiện 21 ngày và bạn hãy comment cho Anna biết được cái kết quả của bạn nhé. Và chúng ta sẽ có một cái sự so sánh ngầm với nhau trước và sau, xem nó có những biểu hiện gì. Và đó, tất cả những cái điều là từ vóc dáng chúng ta thon gọn, da của chúng ta đẹp, dinh dưỡng, năng lượng của chúng ta cao và sinh lý của chúng ta tốt hơn, đều là những cái biểu hiện của trẻ hóa bằng dinh dưỡng hàng ngày, bằng thực phẩm hàng ngày thôi. Và bạn, nếu bạn bị thiếu một vài loại nguyên liệu thì sao? Cũng không cần phải quan tâm lắm. Ví dụ cần tây thực chất bạn có thể mua ở trong siêu thị, đúng không? Tuy nhiên nếu mà bạn cảm thấy rằng là cái vị cần tây này bạn không muốn ăn, thì Anna cho bạn một mẹo nhỏ nhé. Nếu mà cần tây mà bạn cho vào cùng với cả mùi ta, ở miền Bắc gọi là mùi ta, không biết ở miền Nam gọi là cái gì, và thêm một chút gừng vào nữa, thì nó lại trở thành một cái hỗn hợp mùi vị rất là dễ uống. Và đương nhiên Anna đã từng có một công thức mà sử dụng các loại này rồi. Bạn hãy lần lại cái công thức
thải độc của Yobo, bạn sẽ thấy rằng là cái công thức mà giúp cho tất cả những cái người mà trong những dịp lễ hội mình có thể thải độc nhanh chóng cho cơ thể từ rượu bia này, hoặc là từ những cái chế độ ăn mà quá nhiều những cái món chế biến, thì Anna có sử dụng hỗn hợp những cái loại này và nó rất là dễ uống. Và chúng ta đã xong cái phần shopping list, cái phần danh mục những cái thực phẩm mà chúng ta cần phải sắm trong cái thách thức 21 ngày cùng Yobo. Bạn hãy nhớ rằng mỗi ngày bạn chỉ cần một bữa ăn từ các loại rau củ quả mà thôi. Mỗi ngày chỉ cần một bữa mà thôi nhá. Mình chưa cần nói đến 2 bữa, chưa cần nói đến 3 bữa. Và bạn sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi sau 21 ngày. Bạn hãy mua sắm cho mình và làm đầy tủ lạnh của mình lên nhá. Nói đến địa chỉ để mua hàng, chúng ta có thể vào đâu? Nếu như mà bạn đang ở khu vực miền Nam thì Anna thấy rằng là Vinmart này và Co-opmart đều là hai cái nơi mà bán rất là nhiều những cái loại rau củ quả tươi. Anna đã từng vào Co-op và Anna rất là thích, bởi vì ở trong Co-opmart bây giờ có hết cả cherry, có hết cả việt quất, kiwi, có đầy đủ cam, có đầy đủ tất cả những cái loại táo cũng có đầy đủ, và đặc biệt là các cái sản phẩm rau mầm có bán ở trong Co-opmart cực kỳ là nhiều. Bạn sẽ thấy là vô cùng đa dạng. Anna không ngờ là rau muống, bây giờ chúng ta cũng có rau muống mầm rồi, và nó sẽ rất là cần thiết trong những cái bữa salad của chúng ta. Nếu bạn ở Hà Nội thì cũng tương tự, bạn có thể vào Vinmart hoặc là Co-opmart. Còn nếu bạn ở những cái vùng khác thì Anna tin chắc rằng là bạn sẽ nhanh chóng tìm được những cái cửa hàng rau sạch, rau organic, hoặc là rau trồng theo hướng organic. Như Anna thì những loại như là cần tây và rau cải thì Anna nhập trực tiếp từ farm. Anna search xem là có cái farm nào tốt, có đầy đủ giấy chứng nhận. Họ bây giờ tất cả các nơi đều làm ăn vô cùng chuyên nghiệp. Họ sẽ post lên cái giấy chứng nhận của họ, và bạn có thể, bạn cẩn thận, bạn có thể đến thăm và bạn có thể làm việc với họ để xem rằng là họ mang những loại rau củ quả đến cho mình như thế nào. Bởi vì là không phải chỉ một mình mà có cả gia đình mình cũng sử dụng những loại thực phẩm tươi sống này, đúng không? Rồi, đối với những cái bạn tham gia thách thức 21 ngày và muốn nhận được cái ebook sau cái chuỗi video này, thì bạn hãy comment mỗi ngày vào mỗi clip mà Yobo post lên trong suốt 21 ngày này, và bạn hãy để lại thông tin cá nhân của bạn hoặc là Facebook của bạn, đặc biệt là email. Chúng tôi rất là cần email của các bạn để có thể gửi thêm được nhiều những cái thông tin mà hữu ích cho bạn trong cái quá trình chăm sóc, tạo ra một cơ thể trẻ khỏe và tràn đầy năng lượng. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện từng bước một trong thách thức 21 ngày nhé. Nếu mà bạn cảm thấy thích thông tin này, bạn thích những danh mục thực phẩm này, thì bạn hãy cho video clip này một like nhé, hoặc hãy share nó và hãy tag tên những cái người bạn của mình vào, hoặc là bạn hãy đăng ký, nếu bạn chưa đăng ký bạn hãy đăng ký ngay kênh YouTube của Yobo nhé. Xin chào các bạn, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong clip tiếp theo của chuỗi thách thức 21 ngày cùng Yobo.